Và tớ sẽ bắt nó. Từ nó rất là dai. Và giờ tớ sẽ bắt được nó. Mong sao nó không cắn tớ. Thôi. Tiếc quá, để nó chạy mất rồi. Tơ nó rất là dai nhá các bạn nhé. Tớ hôm nay quyết định phải bắt bằng được em nó. Ui, ghê quá. Xem là khó bắt đây. Đi nó cứ nhả tơ này. Không thể nào tớ cuốn được cái dây vào bụng nó. Tớ bắt nó về thử chôn ong nha. Ui, khá ghê, rất ghê nó cắn các cậu. Tàn bằng nhẹn không, nó bò lên cây mất rồi. Tự sức khỏe nó xuống. Đấy rồi, rất to luôn. Nhẹn này cắn thì không biết sẽ đi đâu về đâu. Đây nào. Các cậu nhìn thấy cả răng nanh nữa chưa? Ui. Đấy. Các cậu thấy quả răng nanh nữa chưa? Nhận rất là kinh nhá. Đây. Còn ơi. Cặp vào thì chắc là biết liền. Uầy, nó bò. Nó bò ghê quá. Đây, nó đây. Rất kinh luôn. Giờ này làm sao vậy tớ? Bắt được nó đây. Không dám cầm, cầm sợ nó cắn. À, nó lại nhả nhẹ. À, nó lại nhả ấy rồi. Nhả tơ cuốn vào đây rồi. Sao tớ bắt được nó bây giờ? Bắt nó sợ nó cắn quá. Không ai giữ điện thoại thôi.